không quảng cáo, không cạnh tranh, nhưng tiệm kem này vẫn luôn túc tắc giữ nghề và tồn tại đến nay đã hơn 60 năm. Cùng Lâm Nhâm Sài Gòn tìm hiểu về tiệm kem này nhé. Tồn tại đến nay cũng hơn 60 năm, được xem là tiệm kem lâu đời vẫn còn giữ được cách làm những loại kem truyền thống thủ công. Ở đây chỉ bán hai loại kem là kem cây và kem ký. Kem cây sẽ có 5 vị như tắc là 4K, dừa, môn, đậu xanh, đậu đỏ là 6K. Còn kem ký thì nhiều vị hơn như là nhãn, bạc hà, cam vân vân. Như Lâm Nhâm Sài Gòn mua 1 ký kem nhãn sẽ là 120K. Kem được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, khá là tươi, quan trọng là được làm mới mỗi ngày nên mọi người có thể yên tâm nè. Có thể nói kem tắc được xem là vị kem được yêu thích nhất mỗi khi mùa nắng nóng tới, vị chua ngọt thơm ngon từ tắc mà không hề bị nhẫn đắng khiến mọi người cứ muốn ăn thêm chứ ăn một cây không có đã. Mấy loại nguyên liệu này đều được ngâm và nấu đến khi mềm, lúc ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt, dẻo và béo bùi. Theo như Lâm Nhâm Sài Gòn chia sẻ thì cái tên Vi Bổn nghe cũng lạ và kêu lắm nhưng ẩn ý đằng sau cũng khá là hay á. Vi nghĩa là vì, bổn có nghĩa là bổn mạng. Nôm na cái tên Vi Bổn mang ý nghĩa tiệm kem là bổn mạng, là cuộc sống của gia đình. Nhìn vậy thôi chứ tiệm có một lượng khách quen ổn định, hiếm hoi lắm khi ghé ra mua mới có đủ các vị. Điều này chứng tỏ kem được làm mới mỗi ngày. Tiệm kem Vi Bổn nằm ngay đầu chợ Đa Cao, 29 Nguyễn Huy Từ, quận 1, bán từ 8 giờ rưỡi sáng đến tầm 7 giờ tối.